Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 3 năm 2023, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi, đồng loạt tại các tỉnh giáp biên chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2023. 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2023. 34 năm ngày Hội Biên phòng Toàn dân, ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2023 và Tháng Thanh niên năm 2023. Tại Lạng Sơn, đoàn công tác do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nông Văn Phiêu tại số 91 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Ông là một trong những cựu chiến binh đã chiến đấu anh dũng tại pháo đài Đồng Đăng vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Thay mặt cho tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Ngọc Lương đã bày tỏ sự tri ân đến với anh hùng Nông Văn Phiêu và các đồng chí, đồng đội của ông trong những ngày chiến đấu gian khổ, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Buổi chiều cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Lương đã đi thăm, động viên và tặng quà cho đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác của đồn biên phòng, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao những thành tích của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma đã đạt được trong nhiều năm qua. Trong đó có công tác phối hợp với tổ chức đoàn tại các xã Tu Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng với các cấp, các ngành quan tâm chăm lo cho thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn mà đồn biên phòng Chi Ma đang quản lý. Hiện nay, đồn biên phòng Chi Ma đang hỗ trợ cho 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình Nâng bước em tới trường và một em theo chương trình Con nuôi đồn biên phòng. Từ khi có cái chương trình thực hiện cái chương trình Nâng bước em tới trường và Con nuôi đồn biên phòng đối với đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, trong đó có đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, thì đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma cũng lựa chọn và nhận một con nuôi đồn biên phòng và 8 cháu là nâng bước em tới trường. Hiện nay đối với cháu con nuôi đồn biên phòng ấy, thì chúng tôi thì do cái điều kiện đơn vị thì chưa bố trí được, hiện nay nuôi hỗ trợ nuôi tại nhà. Thì thông qua cái chương trình hỗ trợ thì hiện nay thì chúng tôi cũng bố trí cán bộ thường xuyên xuống gia đình kèm cặp giúp đỡ cháu về trong học tập và sinh hoạt trong hàng ngày. Về trong từ khi đơn vị hỗ trợ đến nay thì về phía gia đình cũng rất là đồng tình ủng hộ, và về cái phần học tập của các cháu là được tiến bộ. Trong 2-3 năm khi cháu được hỗ trợ là con nuôi đồn phòng, hiện nay là cháu về cái sức học của cháu là từ khá và bây giờ nên là học lực giỏi. Chương trình Tháng 3 biên giới năm nay được thiết kế với tinh thần tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc. Ngay trong ngày đầu khởi động chương trình, trong khuôn khổ lễ ra quân cấp trung ương, nhiều phần quà có ý nghĩa đã được ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng cho lực lượng biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên của ba tỉnh Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Trị. Trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình là hơn 7,2 tỷ đồng. Đối với các hoạt động xuyên suốt trong tháng 3 biên giới, thì Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với biên phòng các tỉnh tổ chức 3 hoạt động nội dung chính. Thứ nhất là tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối với người dân về ý nghĩa của chương trình tháng 3 biên giới. Và thứ hai đó là tổ chức các hoạt động tọa đàm tri ân với các thế hệ cha anh đi trước đã có công bảo vệ biên giới mốc giới quốc gia, và thăm tặng quà đối với bà con và nhân dân ở các tỉnh giáp biên. Thứ ba là tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, các công trình thanh niên hướng về các xã vùng biên có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và các đối tượng gia đình chính sách. Ngày sau lễ phát động, các đại biểu đã chia thành nhiều đoàn công tác đi tới các địa điểm trên địa bàn huyện Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn để tham gia các hoạt động. Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng với tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tham gia lễ khánh thành công trình tuyến đường kiểm tra cột mốc quốc giới 1218
tại xã biên giới Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Sau hơn 2 tuần tích cực triển khai, lực lượng đoàn viên thanh niên đã phối hợp với bộ đội biên phòng, huy động các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa, khảo sát và xây dựng công trình tuần tra, kiểm tra cột mốc, đường ra biên giới. Đến nay, công trình xây dựng đã được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng thể hiện tình cảm quân với dân một ý chí trong bảo vệ biên giới quốc gia. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Mộng, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trực thuộc Trung hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã tham dự lễ khánh thành phòng tin học cho các em học sinh. Được biết, công trình do tập đoàn FPT tài trợ với 10 bộ máy tính trị giá 100 triệu đồng đã được lắp đặt, giúp cho các em học sinh tại trường có cơ hội làm quen với công nghệ thông tin ngay ở cấp trung học cơ sở. Các nhà tài trợ cũng trao nhiều phần quà hỗ trợ học sinh tại trường như học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng các phần quà như mì tôm, sữa, áo ấm và tham gia khởi công công trình nhà vệ sinh cho em tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vân Mộng. Tại thôn Pò Là, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình đã diễn ra lễ khởi công công trình ngôi nhà hạnh phúc cho hai em học sinh mồ côi cha có hoàn cảnh khó khăn là em Hoàng Mạnh Tuấn và Hoàng Thúy Hằng. Ngoài 80 triệu hỗ trợ xây dựng công trình, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia nhận đỡ đầu hai em học sinh mồ côi trong gia đình đến năm 18 tuổi. Mỗi em sẽ được nhận 500.000 đồng một tháng để dùng cho chi phí sinh hoạt học tập. Rất là xúc động và vinh dự, là phấn khởi hôm nay được các vị lãnh đạo, các vị đại biểu là quan tâm đến gia đình và đã giúp đỡ gia đình để xây nhà mới. Và cũng không biết là nói gì hơn, chỉ thay mặt gia đình cảm ơn các vị lãnh đạo và các nhà hảo tâm, những đoàn viên thanh niên đã đến để giúp đỡ gia đình. Chương trình Tháng 3 biên giới là chương trình thường niên do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức từ năm 2013. Cho đến nay đã có hàng trăm tỷ đồng được quyên góp, ủng hộ để thực hiện các công trình thiết thực cho đồng bào, chiến sĩ tại các tỉnh có biên giới, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả cho quân và dân tại nơi đây. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó mật thiết của nhân dân với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền, đảm bảo an ninh biên giới của Tổ quốc.